Thưa quý vị, bản tin dịch COVID-19 ngày 12 tháng 2 của Bộ Y tế cho biết là có 27.311 ca mắc mới COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố, tăng 831 ca so với ngày trước đó. Hà Nội vẫn nhiều nhất với 2.981 ca. Số ca khỏi bệnh trong ngày là 6.200 ca, số ca tử vong là 78 ca. Cũng theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay cả nước đã có 53 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 trên 90%, còn 10 tỉnh bao phủ mũi 2 dưới 90%. Hiện cả nước còn 47 xã phường thuộc vùng đỏ cấp độ 4 về dịch. Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính từ đầu dịch COVID-19 đến nay, tại nước ta đã ghi nhận trên 38.000 ca nhiễm tử vong. Trong tổng số bệnh nhân COVID-19 tử vong tại nước ta, thì số ca tử vong là trẻ em dưới 12 tuổi, chiếm khoảng 0,25%. Qua thống kê đến giữa tháng 1 năm 2022 của Bộ Y tế, tỷ lệ tử vong ở nhóm tuổi dưới 17 là 0,34% trong tổng số ca tử vong, tương đương khoảng 130 trẻ. Trong đó, tỷ lệ tử vong ở nhóm trẻ từ 0 đến 2 tuổi là 0,19%, từ 3 đến 12 tuổi là 0,06%. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, trong số 30 bệnh nhi mắc COVID-19 đang điều trị tại cơ sở này, có 4 ca diễn biến nặng phải thở oxy. Trong đó có 2 trường hợp có bệnh nền, ung thư máu, 2 ca còn lại 12 đến 13 tuổi ở Hà Nội, tiền sử khỏe mạnh nhưng vào viện đã suy hô hấp. Theo các bác sĩ, cứ 100 bệnh nhi COVID-19 thì có khoảng 2 trường hợp tiền sử bình thường nhưng vẫn suy hô hấp, phải thở oxy. Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng cho biết tỷ lệ bệnh nhi mắc COVID-19 chuyển nặng chiếm phần rất nhỏ, nhưng không thể vì thế mà được phép chủ quan. Hiện Bộ Y tế đang cập nhật phác đồ điều trị cho học sinh nhiễm COVID-19 cho cơ sở y tế các tuyến từ Trung ương đến địa phương, nhất là không được để xảy ra tình huống số ca nhiễm là học sinh tăng đột biến gây quá tải. Sau Tết Nguyên đán, số lượng ca mắc COVID-19 tại Nghệ An tăng cao đột biến. Đáng lo ngại hơn cả, chỉ ít ngày quay trở lại học tập, tỉnh này đã ghi nhận hàng trăm học sinh và giáo viên trở thành F0. Trước tình trạng dịch bệnh COVID-19 lây lan nhanh trong trường học, ngành giáo dục đã thực hiện nhiều giải pháp để phòng chống dịch bệnh, không để gián đoạn việc giảng dạy và học tập. Ghi nhận của phóng viên VTC tại Nghệ An. Trong ngày đầu tiên đi học, trường Trung học cơ sở Lê Lợi đã ghi nhận 4 học sinh mắc COVID-19. Sau đó, qua các buổi test nhanh tại các lớp, trường này tiếp tục ghi nhận thêm 14 học sinh dương tính. Với 18 học sinh là F0, 3 giáo viên F1, nhà trường đã chuyển 18 trên 29 lớp học sang hình thức dạy trực tuyến. Test ngẫu nhiên cho một lớp vào ngày 7 tháng 2, thì phát hiện một em có F0. Và sau đó thì nhà trường cũng đã làm việc với ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường và của các lớp, cùng với giáo viên chủ nhiệm, thì cũng đã đi đến một cái thống nhất. Đó là tổ chức test nhanh sớm cho tất cả học sinh. Đấy. Từ đó thì nhà trường đã phát hiện ra thêm 14 học sinh là F0 đang học trực tiếp tại nhà trường. Và từ đó thì nhà trường cũng đã có giải pháp là chuyển đổi nhanh tất cả các lớp học này sang hình thức dạy học trực tuyến. Còn các lớp còn lại thì vẫn duy trì hình thức dạy học trực tiếp. Thành phố Vinh là địa phương có số lượng học sinh mắc COVID-19 nhiều nhất tỉnh Nghệ An. Tính đến 16 giờ chiều ngày 10 tháng 2, đã có 385 học sinh và 40 giáo viên trở thành F0. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chiều 9 tháng 2, toàn bộ học sinh lớp 1 đến lớp 6 phải chuyển qua hình thức học trực tuyến vì học sinh độ tuổi này chưa được tiêm vaccine. Khó khăn nhất mà theo tôi nghĩ hiện nay đó là tâm lý của phụ huynh. Khi đã có đến trường, người ta phải lo. Cái đây cũng có những lớp, là cũng có những lớp lớp không? Phụ huynh họ xin nghỉ cho đến 10 đến 15 em trên một lớp. Thì cái này cũng phải chấp nhận và phải bố trí để các em học theo kiểu hình thức học trực tuyến hoặc là giáo bài theo cái kế hoạch chuẩn bị sẵn của mình. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 sẽ chuyển sang học trực tuyến. Lý do là vì độ tuổi này chúng tôi các em chưa được tiêm phòng. Còn độ tuổi từ lớp 7 đến lớp 9 đến trung học phổ thông đến lớp 12 thì các em sẽ trực tiếp đến trường. Các nhà trường cũng chỉ đạo các nhà trường phối hợp với trạm y tế của các phường xã và ủy ban nhân dân các phường xã triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn như là đã trước Tết mà các trường đã triển khai rất là hiệu quả, đó là cái mô hình bong bóng lớp, rồi chia đôi trường, rồi đảm bảo cái việc là khẩu trang và khử khuẩn. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, tính từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 11 tháng 2, toàn tỉnh có 650 học sinh, 226 giáo viên, nhân viên mắc COVID-19, hơn 13.000 học sinh và giáo viên là F1. Hiện nay tất cả các trường học tại 3 huyện thị gồm thị xã Thái Hòa, thị xã Cửa Lò và huyện Thanh Chương đã chuyển qua dạy học trực tuyến.
Đúng ạ, ba biết ta theo cho cả bạn nam ở đấy. Chúng tôi đã chủ động yêu cầu các nhà trường thực hiện tốt cái bảo đảm thực hiện tốt công tác 5K để bảo đảm an toàn phòng chống dịch cho học sinh. Vấn đề thứ hai là tận dụng các điều kiện linh hoạt thực hiện tổ chức dạy học để đưa học sinh đi học trực tiếp, bảo đảm quyền được học và rèn luyện học tập của học sinh. Nếu có dịch xâm nhập vào lớp thì học sinh yêu cầu F1, F0 và kém ở nhà để học trực tuyến, còn lớp vẫn tổ chức dạy học. Từ con số vài trăm ca mắc mỗi ngày trước Tết thì nay số ca mắc mới đã lên đến vài nghìn ca mỗi ngày. Nghệ An đang trở thành địa phương có số ca mắc mới lớn nhất nhì cả nước. Nguy hiểm hơn, khi dịch đang bùng phát mạnh mẽ tại các trường học, hàng trăm học sinh đã trở thành F0 khi chưa được tiêm phòng vaccine COVID-19. Ngày 14 tháng 2 là thời điểm học sinh mầm non và tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đến trường theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Việc các em đi học trực tiếp vẫn trên tinh thần tự nguyện, nhưng phụ huynh không muốn con em đến trường thì vẫn có thể cho con học online. Hiện tại nhiều phụ huynh đã sẵn sàng cho con mình đi học lại. Sau gần một năm không được học trực tiếp tại trường, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bé Thiện Nhân phải học online tại nhà dưới sự hỗ trợ từ bà của bé. Nay sắp được đi học trực tiếp trở lại, được gặp gỡ bạn bè, thầy cô là niềm vui lớn với em sau thời gian dài phải học online ở nhà. Con cảm thấy rất là vui, tại vì đi học lại có nhiều bạn chơi cùng học với con. Mặc dù vẫn còn lo lắng về dịch bệnh, tuy nhiên khi biết thông tin sẽ được đi học lại từ ngày 14 tháng 2 tới đây, thì nhiều phụ huynh đã chuẩn bị chu đáo sách vở, đồ dùng học tập cho con em đến trường sau một thời gian dài các con phải nghỉ ở nhà vì dịch bệnh. Ở trong nhà trường được bảo đảm đầy đủ cái vấn đề an toàn vệ sinh, của cái dịch cúm này. Thì đó là một việc tốt và các em sẽ học hành tốt hơn là các em phải học ở nhà. Còn tại trường mầm non này, sau 10 tháng ngừng hoạt động, các phòng học của trường đã xuống cấp. Nhà trường đã phải sửa chữa lại gần 20 phòng học, 10 phòng chức năng để chuẩn bị đón trẻ đến trường. Ngoài ra trường cũng chuẩn bị sẵn 2 phòng cách ly, đề phòng có học sinh F0. Trường đã khảo sát trên 500 phụ huynh hiện tại của nhà trường và đạt 95% là phụ huynh đồng ý cho trẻ trở lại trường vào ngày 14 tháng 2. Là phụ huynh ta quan tâm vấn đề là lây dịch trong trường học, nhưng mà phòng giáo dục đã tham mưu ban quận là tập huấn tất cả hiệu trưởng các trường từ thời điểm đó là có mầm non tiểu học luôn, để cho một lần đồng thời là tập huấn cách mà test thử mẫu cho học sinh ở trong trường nếu mà có trường hợp F0 xảy ra trong trường học. Hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 5 tuần liên tiếp duy trì là vùng xanh, tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát tốt. Đây cũng là lý do khiến cho cả phụ huynh và nhà trường yên tâm hơn khi cho học sinh đi học trở lại.